và các bạn đã trở lại với Vô Lăng Tình Yêu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hành trình của cặp đôi kế tiếp, đó là của B-Max và của bạn Kim Thạch. Có chút mến anh B-Max hơn, tại vì anh B-Max cảm giác có sự chững chạc và trưởng thành hơn. Và Thành, thật ra Thành thích con trai miền Nam hơn. Kim Thành mà đến với B-Max là sẽ có drama. Dạ. Yeah. Theo em thì B-Max với lại bạn Kim Thành ai sẽ chủ động? Nhiều khi Kim Thành lại là người chủ động. Đó là sức mạnh của tình yêu. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay em cầm một đóa hoa tú cầu. Loài hoa khi xưa anh thích. Thích hoa gì? Thích, anh không thích hoa. Nhưng anh thích con gái Bắc hay con gái Nam? Anh cũng hơi xui. Hay câu hỏi liên quan nhỉ? Cũng hơi xui em ơi. Nam hay Bắc nó cũng không có quan trọng lắm. Quan trọng là mình feel được hay không thôi, mình có cảm được hay không thôi. Đúng rồi, do cái mood của hai người nữa. Thực sự là tất cả mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Mình phải đi tìm hiểu lại từ đầu. Nó vẫn còn một chút xíu dư âm của cảm xúc ngày hôm qua. Nhưng mà trước mắt là vui cái đã, những cái trải nghiệm cùng Thành ngày hôm nay là được đi đến những cái nơi rất là đẹp, khá là dễ dàng. Tại vì đi với Kim Thành rất là may mắn, cứ làm cái gì cũng thắng đó, cho nên là cũng đỡ phải gọi là tốn sức. Vậy là bạn B-Max không hề có một cái dấu hiệu gì? Không có một cái dấu hiệu muốn chiều chuộng anh. Giống như thích hoa không á? Không. Anh thích hoa, anh là vậy, con người anh là vậy. Chứ phải là em thích hoa hả, em thích hoa gì ha. Không có quan tâm về cái sở thích của bạn kia lắm. Như là làm như bé Thành nó tỏ ra thích quá hay sao? Cho nên là người ta chặn luôn. Dạ. Cắt luôn. Cắt wifi. Chớ lại hả? Là một chiều. Đó là một chiếc khăn. Ý nghĩa đơn giản lắm. Thành hy vọng có thể được đồng hành tiếp cùng B-Max. Và đây là món quà tình bạn. Anh thấy làm sao chứ? Anh thì thấy vui chứ sao? Mình lại được tiếp tục đi chuyến hành trình mà mình kiểu hơi cọc ngắn gọn. Không nhờ, mình hơi cọc. Anh có làm gì em đâu đúng không? Chiếc khăn gió ấm của em anh có mang theo không vậy? Dĩ nhiên là anh phải cất cho kỹ rồi. Trời ơi là trời. Quý vị thấy rõ ràng là Kim Thành vẫn còn rất là giận. Người ta trao cho mình trái tim. Mình từ chối thẳng quá, giận chứ. Thì giận chứ. Nhưng mà cũng hiểu cho B-Max. Tại vì nhiều khi tình yêu mà dỗ đâu có nói được. Gu. Chính xác luôn. Quay qua đây nè. Ok. Ủa, hai kêu hai cái mà sao luôn cái. Rồi. Ây. Tặng em bó hoa giấy. Đi ngất được ở ven đường. Dạ, định hỏi em một câu hỏi là em thấy cái này nó giống một loài hoa nào không? Hồng. Thì nghĩ rằng hai cái nó có cùng tính chất nhau, tại cùng có gai ấy. Cũng giống như phụ nữ khi mà chưa được ai che chở, họ sẽ luôn phải tự gồng lên để bảo vệ mình. Cảm ơn món quà rất đặc biệt này của anh. Vì cũng ai nhỉ, không nha, cái này là không phải là sao đây, là cũng lâu lắm rồi em không được nhận quà 20 tháng 10. Em không nghĩ là em lại có mood với anh Thanh đâu, trong khi em chỉ mới bắt cặp với anh Thanh đúng buổi chiều và buổi tối ngày hôm qua, mà em không nghĩ cảm xúc nó lên nhanh như vậy luôn. Tại vì là em biết là nam em rất thích anh Thanh. Và em đang bị khó xử ở cái chuyện đấy, anh hiểu không? Giống như là Kim Thành đang muốn tìm một người bạn để tâm sự hơn á, sau cái chuyện vừa rồi. Tại vì Kim Thành đã hướng về Thanh. Dạ. Nhưng mà thấy là đâu đó lăng tăng trong đầu của Lãnh Thanh vẫn có nam em trong nam em. Còn cái chuyện mà B-Max gặp Thành á, thật sự là B-Max đã đặt cái tình cảm cho người khác rồi. Thực sự đến bây giờ mà người mà làm cho mình cảm thấy vui mà là nam em, trong ba người thì người cảm xúc nhất là nam em. Mà có thể phát triển tình cảm đến cái độ tình yêu đó, mình nói chưa tình yêu nhưng mà có thể phát triển đó là cũng là nam em. Em hỏi B-Max, trong 6 người ở đây thì B-Max thích ai nhất?
anh chọn thách. Sao không trả lời? Em biết lý do là sao anh phải chịu thách cái đợt vừa rồi không? Two in there đó. Người lại hôm đó là nó thẳng lên là anh đang thích nam em. Nhưng mà anh lại... Không, anh biết đấy. Thì đó. Thực ra mình đủ nhạy cảm anh, để đúng biết. Đúng chính xác, nhưng mà anh không muốn cho mọi thứ bị đi quá xa hay như thế nào đó. Anh chọn cái cách đó, anh hơi ích kỷ anh. Rất đáng ca cho BMAT. Em thấy giống như là BMAT á, trong với hai cái bạn gái đầu á, em không có cảm nhận được cái sự đàn ông của BMAT. Nhưng mà riêng á, với nam em á, tự nhiên thấy BMAT đàn ông hơn hẳn nha. Bảo bọc che chở cho bạn ấy. Theo tình chạy, trốn tình theo. Linh cảm của Thành là lần này nam em sẽ lựa chọn Lãnh Thành. Cho nên là Thành không lựa chọn anh Lãnh Thành nữa. Mình không muốn trong một mối quan hệ mà lúc nào cũng phải đi tranh giành. Nếu thực sự thuộc về nhau thì cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau mà thôi. Không việc gì phải tranh giành của ai cả. Thành nghĩ là tối qua Thành đã có cuộc nói chuyện cũng khá là rõ ràng với anh BMAT. Và Thành cũng muốn hai anh em một lần nữa có thể có dịp chơi game nhiều với nhau. Và đây Thành nghĩ là sẽ là lần chơi game cuối cùng của hai đứa. Những cái tập trước mình chưa làm tròn bổn phận của mình, mình lại lo tập trung chơi game quá nhiều mà mình quên mất cô nàng của mình, thì Bi hy vọng rằng cái lần ghép đôi này Bi sẽ, mình nói cái từ hơi nặng nề, sẽ gọi là kiểu bù đắp lại được cái gì đó cho Thành, thì mình sẽ cố gắng hết sức. Subscribe kênh YouTube của Madison Media Group nhé. Vô lăng tình yêu 19:30 chủ nhật hàng tuần trên HTV7 từ ngày 11 tháng 10. Đừng bỏ lỡ những tiết mục đặc sắc của Vô lăng tình yêu tại TikTok Madison Entertainment. Thật may mắn sao gặp được người như anh luôn chở che cho em.